Chào xin các bạn, chào các bạn quay trở lại trên mình. Mình là Sơn ở đây. Thì hôm nay mình sẽ thuộc với PUBG Mobile. Thì trước giờ giao cho mình một like, mình xem được ký nha. Ok, thì hôm nay mình khẩu súng này đơn ấy, vào chế độ đơn hay là không đơn thì nó cũng như nhau. À, mỗi lần bắn được 2 viên. Thì trước giờ giao cho mình một like, mình xem được đăng ký nhà hay chưa thì tìm vậy. Ô phát vỡ đầu. Khẩu mù tàn, mình sẽ tạm gọi là M14 mù tàn đấy. Mình sẽ tạm gọi là khẩu M14 mù tàn. Tuổi đấy. Thì tạm thời đủ tuổi ngay. Ây, nó bắn kinh quá, đúng là không thể nào ăn lại được với súng sấy con ạ. Thì hiện tại mình đang ấy con ạ, mình đang cầu là chưa muốn chơi danh lắm. Không, danh mình đang thấp quá, chắc bạn bắn xem các bạn không muốn đâu nhỉ. Không thích xem mấy thằng danh thấp bắn nhau đình bắn toàn xịt các thứ. Ui, khẩu này bắn kém quá con ạ. Mình tưởng khẩu này bắn ngon lắm, nhưng mà bắn cũng kém thôi. Bỏ đội vũ khí đấy, bỏ đội vũ khí ra đấy, lấy CKL. Quả này bắn sẽ rất là chiến đây. À, con lợn này. Chứ là mình tự tin nhất là khẩu này, bởi vì bắn đam to không bị lệch. À, ngồi núp lùm này. Núp. Con lợn này. Ui, thế mà nói về tầm gần thì khẩu này không có đủ tuổi anh em ạ. Nói về tầm gần thì mình phải bật scope lên bắn dí cả cầm băng lại một đầu nữa. Ấy, nhưng nó chiến quá bạn ơi. Đây là chế độ 8v8, không có thằng nào đi đường này. Đừng hào hán. Hello mấy cưng. À, nếu mà anh có hỏi, nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh Fortino giới thiệu. Ok, ấy không sấy chết được cả. Sấy nó không có chết, bực thế nhở. Nên là sấy đứng bên là màu đỏ này sao nó thầm chết. À đủ qua thằng bắn đi nhòn léo hả mày. Chấp bắn trước vài viên như mày. À, con lợn này. Đấy là lý do tại sao lúc nào mình gần như lúc nào mình cũng bật scope lên các bạn ạ. Cho nó chuẩn. Được rồi đi thôi. À. Rồi đâu đây? Úi giời ơi. Trượt qua này. Ơ, nó chạy luôn rồi cơ. Không, gần quá thì không nên bật gông ngắm. Vì nếu vậy sẽ là rất là ngu người. Vâng, và đây là Fortino. Bay đầu như mày. À, nhân mình sẽ keo vào đầu, bắn cho thủng đầu luôn đi em ạ. Đấy, lũng đầu lý. Thế nào vào đây, anh là chụp xuống lục đây. Đừng đùa, ơi, nó bị móc đít các bạn ạ. Hay quá, đúng cái lúc đấy nhưng mà. Ok, được rồi, rồi chúng ta sẽ qua chuyển bộ súng số 1. Súng bắn gần. À đủ, thằng nào ném bom tim anh đấy. Chơi gì chơi mất trái dữ vậy mày. À, đồng đội của mình đang bắn nhau với thằng nào đó cầm súng sấy. Mạnh nhân. À đù, thằng này cầm súng sấy chiến quá ta. Xin 10 viên nhá. Bắn thử con này xem nào. Ui, con này bắn kém lắm em. Bọn này vừa ra sẽ có bất tử nên là nó cũng hơi khó chịu một tí. Nên là chúng ta không nên là lại gần cái hang ổ của nó. Cũng rất là nguy hiểm. Nhưng ăn được 10 kill đã. Okay. À, con lợn cái này. Lần trước nó bắn mình đi các bạn ạ. Này, bay đầu này. Thằng nào lú đầu qua đây sẽ bay đầu. Ấy, bay đầu liền. Nó bảo con lợn đấy sao bắn mày. Mày bắn anh này. Ảo tưởng tí to là em. Xem tí to đi thôi. Nhân, mình bỏ rồi, mình sẽ keo vào đầu mà. Này, cho ăn quả lựu đạn này. Ấy, nó nhảy trên tầng xuống quệt. Mày đi kìa quá. Mình ăn 14 kill. Tim ăn, ôi, Fortino. Mày ngắm lắm vào. Ok, được rồi. Đợt này khó, ít chỗ kia quá, bên blue này ít chỗ kia cực quá ạ. Không hiểu kiểu gì. À, con lợn này. Bên blue này rất là ít chỗ kia nhá. Nhân, bay đầu nha mày. 16 kill. Mega kill, ơi. Con này vẫn. Mega kill. Ê, con thằng sau đi. À.
Nó cầm khẩu gì bắn kinh ấy nhỉ? Được rồi, chuyển vũ khí thôi, chuyển qua khẩu số 3 đi. Thế khẩu này bắn cũng được mà. Mỗi tội là nó hơi khó để điều chỉnh thôi. Nó nhét vào double click ấy, nó thay cái double click đấy anh em ạ. Nhưng đây là double click giảm, không phải hàng reo. Đây là hơi đẹp tí. Mày mày á đủ. Khẩu này bắn kém quá, bắn scope lên bắn kém quá. Hay, úi giời. Ê bật cầm B90 lên bắn nào anh em. Hãy cầm B90 lên bắn như những người anh em. Sao nó không được ta? Đây nè, thêm đạn. Cầm B90 lên bắn nào. Đấy, tổng 2 khẩu này được 100 viên đấy chứ nhỉ. Được 100 viên đấy. Được rồi đi thôi. What the fuck, bye bye bye. Ok, được rồi đi thôi. Ô, sao tìm chúng nó bắn thế nào. À, con lợn nè. Á đù, B90 khỏe thế nhỉ. Ê, nó nằm xuống. Thề bọn này nó có cái trò nằm xuống. Mình chắc cũng phải học thôi. Nằm xuống bắn nó cứ kiểu gì đấy mà. À nằm xuống à, nằm xuống đi. Mày ngon mày nằm xuống đi. Nằm xuống nó đi, mày nằm xuống. Ơi, con này nó cầm súng sấy à. À con vừa nãy nằm cơ mà. Đây bây giờ con này. À thế này cầm eo gì à, gọi là gì ta Scar để tiêu diệt con này. Mày này. Con này nằm đúng không? Nằm nó đi, nằm nó đi. Sao không nằm nữa? Nằm nữa đi, sao không nằm nữa? Đấy, em nhìn này, nhìn này. Nhìn. Ui, khẩu này bắn chiến thật đấy nhờ. Đúng rồi, đồ chùa thì luôn luôn ngon các bạn ạ. Đồ chùa thì luôn luôn chiến. Ui, chốt lời với một pha rất là ảo diệu các bạn ạ. Lấy vào không MVP đi, diệt 24 các bạn ạ. Ok, mình sẽ chuyển qua trận mới do nhạc bên này bản quyền không dám cho các bạn nghe. Được rồi, lên thôi. Ok các bạn ơi. Thì mình nãy mình để ý là cái trận vừa nãy 80-79. Ôi dồi ôi, giật hết cả mình các bạn ạ. Đây, thì mình vừa chuyển qua cái súng lần trước mình nhặt chùa của thằng kia anh em ạ. Đấy, bắn chiến quá. Còn này mình thấy bắn đầu đấy. Đây mình có vũ khí khác này. Này Scar này, B90 này. Đấy, B90 này. Ơi tạm thời đầu tiên mình sẽ chuyển qua B90 mình bắn trước nha. Còn lợn này nữa. Thể có B90 này mình thấy nó khỏe. Nó mát cháy bọn chết chó. Ok. Giờ mình cũng mình sẽ đứng đây. Một bé nữa này. Nhọn. Ấy. Ấy đã đây này, em xin lỗi. Điều gì nữa. Ngày thì đứng đây kè này. Kè ơi, ba thằng lao ra này khó thế nhờ, khó cho mình. Ui, ba thằng lao ra như thế này khó thế nhờ. Ờ, chuyển qua này, chuyển qua khẩu này, mày chết, mày chết. Tôi có khẩu này rồi nha. Rồi đâu rồi đấy. Ôi giời ơi, đam to như này thì không sợ thằng nào. Đứng đây nó đi, đứng nó đi. Sao không đứng nữa? Đứng nữa đi. Ồ, đứng nữa đi. Sao không đứng nữa? Đó. Đi xin núp đây quá. Con này nó biết. Mày đã biết quá nhiều, phải không? Nó đã biết quá nhiều con ạ. Ai biết quá nhiều là phải bị bịt miệng ai con ạ. Mà cách bịt miệng là không khác con ạ. Đấy, bao chi là double kill đấy. À con lợn này nữa. Ê, đừng bị ấy kìa, mình bị ấy sấy lên trời kìa. Ơi. Đồng đội qua sấy hộ đi. Qua bắn nhau đi. À nó trượt kìa. Ờ nó trượt thì nó ấy khó lắm con ạ. Thôi được rồi, giờ bọn này nó canh me ở đây à. Anh chuyển khí này, anh chuyển qua khẩu này. Bắn cân tim thì dễ. Rồi. Mày chết. Nhòn. Bắn mà háng ngay. Trời. Nhòn. Chết luôn. Được rồi đi thôi. Ê con lợn này. Ê hết đạn. Nhòn. Hay quá. May mà mình linh hoạt. Hello mấy cưng. Ồ oh, nghe đồng đội bắn hiệu rồi. Nạp đạn cái. May mà quả đấy mình linh hoạt đấy. Không thì cũng đèo sớm rồi. Nạp đạn phát. Đấy giờ chỉ cần ngồi đây và farm, gọi là farm với con lính của Sarkill rồi. Đấy.
Chỉ cần farm mấy con lính có skill thôi, ngon. Nó qua là sang thì mình sấy rồi, tan xác. Kiểu gì nó cũng chật qua đây nó bắn mình. Hai đồng đội, ui giời, đồng đội pha cover rất là hào diệu của đồng đội. Mình sẽ chọn quả lưu đạn lên đây cho chúng nó sợ. Ôi, chọn quả này đây phát. Được rồi, đi thôi. Được rồi, đi thôi. À, ui, bị vầy tứ phía. Không sao, không sao. Chúa phổ em, chúa phổ em. Rồi, lên khẩu này qua phía này bắn nhau rồi. Ui giời, trận này thích quá. Được sang phe xanh. Thề, cảm giác sang phe xanh nó thích lắm các bạn ạ. Các bạn không hiểu cái cảm giác nó ở phe xanh đâu. Thật thích. Bắn mãi không chết cả ảo thế nhờ. Ui, cảm giác sang phe xanh nó thích lắm, kiểu nó được ấy. Từ từ đã, mình phải tiêu diệt được bọn đầu moi ở dưới này đã. Bọn đầu moi dưới này rất là đông. Là chúng ta phải ơi, mà chú gì nó đông thế hả? Này đông quá, nó ghim luôn. À, toàn bom. Đông này, này thì đông này. Mình ngon qua đây. Ô, mình nổ hẹo mấy thằng đồng đội mình rồi đấy. Ờ, nó đâu rồi? Nằm bắn này, nằm bắn này. Còn lợn này nữa chứ, còn có con lợn này nữa chứ. Con lợn đâu rồi, con lợn hẹo rồi, con lợn cái hẹo rồi. Nằm này, anh quay anh kè lại. Bắn này, bắn này. Bắn này, bắn này. Tần mày mình qua mình kè lại con ạ. Cái tội, bố láo ăn cắp. Này, mày đứng chọi đi ăn mày. Đứng chọi, ê, ê, ê. Đau, đau, đau nhạ. Này thì láo này. Kia này, kia team anh à. À, ảo tưởng thì to đã. À, úi giời, kinh. Bạn thì kinh rồi, bạn thì kinh rồi. Hai hai. Được rồi, đi thôi. Ui, sấy thế không trúng được. Wow, chị gái rất là đáng cấp. Chị ngồi hẳn lên trên kia, chị khích thường cái địch. Ôi, chị còn chị gái này thì mới cháy ra. Ơ kìa, sao chúng nó chết hết rồi kìa. 21 mạng, trận này hơi ít kill một tí. Nhưng thôi, chắc mình sẽ kết thúc các bạn. Hãy like và xem kỹ nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.